Kính chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chỉ các bạn làm một cái log spot cá nhân đơn giản cho mọi người. Mọi người từ một người không biết rành về computer thì cũng có thể có một log cho riêng mình để có thể viết về thông tin cá nhân, về thông tin ở trong nước, ngoài nước, hoặc là về những cái sở thích của mình. Chẳng hạn như là văn hóa, về gia đình, rồi bạn bè, âm nhạc, vân vân và vân vân. Thì ở trên thị trường, trên cái thị trường cung cấp Blogspot blog hiện nay á, tức là blog miễn phí hiện nay á, thì chúng ta có, bạn nhìn cái highlight trên này ha, màu đen này, có hai cái loại blog miễn phí và thông dụng nhất hiện nay á, là blogspot.com, sorry chữ đó chữ g, blogspot.com và wordpress.com. thì hôm nay chúng ta chỉ học làm cách làm blog từ blogspot.com. Còn cái cách mà làm blog á, từ wordpress.com á, chúng ta sẽ học từ một bài khác và một hôm khác. Thì nếu mà các bạn có cây viết ở đó thì các bạn có thể viết những cái điều mà tôi viết trên trên đây. Tôi xây cái này lại để không có bị mất. Thì thứ nhất đó là bạn phải tạo một cái tài khoản email. Email là thuộc công ty Gmail của Google. Này, thứ hai á, là bạn vào website gmail.com. Ở đó thì bạn đăng ký, tạo cái account email riêng, tài khoản riêng cho mình. Rồi sau đó bạn vào cái web blogspot.com. Và trước khi vào đó thì bạn phải quyết định coi cái blog của bạn sẽ có mục đích gì, sẽ làm gì, thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Vì trước khi làm thì bạn cần phải plan, bạn cần cái biết mình chuẩn bị những cái thứ gì, cho nên nó khỏi tốn thời gian. Và thường thường một cái trang website á, hay mà cái blog á, nó có một cái bảng hiệu, cái logo, tức nó gọi là banner logo, tức là một cái hình riêng cho cái trang website đó. Thì nếu mà bạn không có chuẩn bị sẵn á, thì bạn có thể lấy cái banner mà cái trang blogspot nó tạo sẵn cho riêng mình. Nó tạo sẵn rồi mình chỉ sử dụng nó thôi, mình không cần làm gì khác. Thì ở bài học hôm nay thì chúng ta chỉ lấy những cái bài tạo sẵn thôi. Ngoài ra chúng ta biết là khi mà đăng ký gmail.com á, thì chúng ta có thể, thứ nhất là chúng ta có email ở Gmail thì nó an toàn. Và thứ hai là bạn có thể access vô, bạn có thể vào youtube.com để đăng ký, để upload video. Youtube.com phải dành cho video. Và thứ ba là dĩ nhiên bạn có một cái blog riêng cho bạn. Ngoài ra cái email của Gmail á, thì nó luôn luôn có mức độ đáng tin cậy về thông tin cá nhân cao hơn các công ty khác như là Yahoo. Và thường thường cái công ty này sẽ không cung cấp bất cứ tin tức nào của cá nhân bạn với một cái công ty thứ ba hoặc là chính quyền của sở tại. Ok, bây giờ chúng ta đi bước vào từng bước. Bây giờ làm blogspot.com, right?
thì trước hết là tạo tài khoản email Gmail thuộc công ty Google. Thì bạn phải mở một cái browser lên. Ở đây tôi mở một cái browser của Google Chrome. Bạn có thể mở Internet Explorer hoặc là Firefox nếu bạn muốn, nhưng mà ở đây tôi chọn Google Chrome. Thì ta vô gmail.com. Okay. Nó sẽ dẫn bạn tới trang của gmail.com. Thì ở đây có phần sign in, thì có username and password. Nhưng mà mình chưa có, nếu mà trường hợp bạn có Gmail account thì bạn chỉ cần sign in bằng cái username here và cái password này là chỉ cần sign in thôi. Nhưng mà trường hợp này nếu mà chưa có Gmail account thì chúng ta cần phải create an account. Thì trong này tên, name. Ở đây không có cần lấy tên thiệt. Bạn có thể chọn bất cứ tên nào. Thí dụ như là bây giờ chọn John Doe, right? John Doe. Bây giờ cái username thì bạn chọn cái tên nào cho nó dễ nhớ nha. Thì mà vì cái tên, cái username là dùng để vào cái tài khoản email của bạn, cho nên chọn cái tên nào cho dễ nhớ. Thí dụ bây giờ cái trang của tôi là, thí dụ như là tôi quyết định cái trang của tôi là về tin tức ở Việt Nam, cho nên tôi chọn cái tên nào mà nó gần gần như là tin tức của Việt Nam á. Giờ tôi sẽ chọn thí dụ như là tin tức Việt Nam gmail.com. thì bạn click xuống á, thì ở đây nó sẽ nói là có người dùng rồi, tức là someone already have that username. So mình có dùng có thể cái username khác được không? Bây giờ mình lấy tin tức Việt Nam. Thôi giờ mình lấy tin tức cập nhật Việt Nam. Thôi có ai lấy chưa không? Tin tức cập nhật Việt Nam là cái username, tức là cái tên của cái account của mình. Tin tức cập nhật Việt Nam. Thì click xuống password all. Thì bây giờ bạn không thấy những cái chữ đỏ nó hiện ra, thì chứng tỏ là cái này chưa ai lấy. Thì là tin tức cập nhật Việt Nam gmail.com. Bây giờ create a password. Ở đây bạn thấy cái một cái window nhỏ hình chữ vuông, hình chữ nhật. Thì nó nói là ít nhất là có 8 chữ mà không có nên dùng cái password từ một cái chỗ khác mà bạn có rồi, hoặc là những cái password mà rất rõ ràng, rất dễ tìm ra, như là năm sinh, ngày sinh, tên của bạn hay gì đó nha. Thì người ta sẽ dễ vào, người ta hack, tức là ăn cắp cái account của bạn. Thì tôi sẽ lựa chọn một cái password. Khi bạn đánh vô đây, nó sẽ hiện ra password strength, tức là cái độ tin cậy của password nữa. Ok, thế chữ strong thôi nha, tức là password này strong, không mà người ta khó kiếm được. Ok, bạn đánh một lần xong rồi xuống hàng thứ hai đánh giống y chang lần cái password mà bạn vừa mới đánh, tức là confirm your password. Ok, so here, ở chỗ này thì nó có birthday. Thì nếu mà một người dân trong nước hay là bất cứ một cái trang nào mà bạn làm thì bạn không có cần phải đề năm sinh thiệt. Đây vì cho để cho dễ hiểu thì cái ngày mà miền Nam bị mất thì tôi sẽ lấy là 30 tháng 4, tức là April, right?
Đây tức là ngày 30 phải không? Ngày 30 tháng 4 sắp sắp tới rồi. Thời year tức là 1975. Gender, bạn muốn đề gender male hay female, tức là nam hay nữ thì không thành vấn đề. Sau phần này mobile phone đó, tức là cái phone di động của bạn á, thì bạn cái này thì cũng khá quan trọng, tại vì khi mà bạn có mất account gì đó thì người ta sẽ dùng cái mobile phone này á, tức là cái cellular phone á, cái phone di động mà bên Việt Nam dùng á, là bạn có thể phục hồi lại cái tài khoản email của các bạn. Thì ở đây á, thì tôi sẽ đánh một cái đánh cái số điện thoại của tôi, nhưng mà tôi sẽ không đánh lên trên này cho các bạn thấy, cho 702 ok, and then tôi sẽ đem nó chỗ khác. Ok, thì hồi nãy á, cái phần mà tôi chưa kịp chuẩn bị để che cái số phone của tôi, thì lúc nãy giờ bạn chưa có thấy cái gì á, cho mà tôi làm á, thì phải bạn phải đánh số mobile phone. Vào cái trang gmail.com để tạo tài khoản mới á, để dễ phục hồi, tức là recovering nha. Nếu bạn quên đi, quên không phải quên. Rồi cái kế tiếp đó là bạn phải đánh cái email mà bạn đang dùng hiện nay, email nào cũng được hết. Recover ví dụ mà email của bạn là chẳng hạn như ABC @yahoo.com thì bạn sẽ đánh vô đó, hay là Gmail, hay là bất cứ cái email gì mà bạn đang xài thì bạn đánh vô đó để người ta gửi cái thông tin về cái account bạn mới làm tới cái email mà bạn đang xài ấy, bạn đang có đó nha, chứ không phải là cái Gmail mà bạn đang làm. Rồi cái số 11 là trong cái mục mà lập tài khoản Gmail á, thì nó sẽ bảo kêu bạn đánh hai hàng số, thí dụ như ABCD, rồi một hàng này là EFGH, thì bạn đánh và bạn phải đánh hai hàng số đó xong,
để chứng tỏ là bạn không phải là robot, tức là một cái chương trình mà tự động đánh vào, mà là người đánh, có một người thật trước bàn phím đánh vào để tạo một cái Gmail. Sau khi đánh xong thì cái cuối cùng là bạn phải chấp nhận, tức là accept những điều khoản của Gmail. Sau đó phụng bạn click OK, accept, xong bạn click OK. Thì sau khi bạn click OK thì nó sẽ thành công và bạn sẽ có cái trang này nó hiện ra. Thì hồi nãy bạn chọn cái tên là John Doe. Bây giờ bạn có cái Gmail của bạn rồi phải không? Bây giờ khoan, bạn thấy ở đây nó đề có add profile photo, tức là hình của bạn hay gì đó. Thì khoan đã, bạn go next step trước đã, rồi nó làm gì nhỉ? Thì bây giờ ở chỗ phần này nè, thì bạn sẽ thấy là cái này là cái tài khoản Gmail mới của bạn. Thì đây tin tức cập nhật Việt Nam @gmail.com. Thì bạn phải nhớ, nếu không nhớ thì lấy viết xuống. Ví dụ như bây giờ tôi lấy viết xuống. Tin tức cập nhật Việt Nam @gmail.com. Và dĩ nhiên bạn phải nhớ cái password, tức là cái mật mã mà bạn để bạn vô cái account này. Ok, so bây giờ continue to Gmail. Nào, bây giờ bạn có cái Gmail. Thì thường thường nó mở đầu với lại chúc mừng mà bạn được có một cái account, tài khoản trong Gmail. Thì cái này khoan đã, thì cái mục đích của ta không phải là tạo một cái Gmail, mà chúng ta tạo một cái blogspot, một cái blog cho cá nhân mình, cho nên mình phải có cái Gmail. Cho nên mình cancel nó đi, lấy cái chỗ cái dấu X đó. Thì mấy cái này là nó chỉ hoặc là nó chào mừng cách sử dụng cái Gmail, thì bạn delete đi. Delete tức là muốn delete nó thì bạn check nó, đánh vô cái ô này xong cái bạn delete nó, bạn pour vô giống như cái thùng rác này, nó gọi là trash can, thì bạn delete. Ok, so now bây giờ next step là mình làm gì? Giờ xong phong tạo tài khoản email Gmail thuộc công ty Google và website gmail.com, tạo một tài khoản account Gmail. Bây giờ next step là vào website blogspot.com. Thì ngay trên này thì bạn đánh luôn vậy, bạn đừng có log out ra khỏi cái Gmail. Thì ở đây bạn thấy chữ John Doe, tức là bạn, nếu mà bạn hết chữ click chữ John Doe thì bạn thấy cái Gmail của bạn là tin tức cập nhật Việt Nam @gmail.com. Thì bạn sign out thì bạn được không cần sign out. Ở đây bạn click point vô ngay chỗ cái address nè, cái chỗ mà đánh tên website ấy, thì bạn thấy nó highlight màu xanh. Sau đó bạn hit chữ delete trên cái keyboard, delete. Delete thôi. Hoặc là chữ, hoặc backspace để xóa cái này. Thì bây giờ đánh blogspot.
thì một lần nữa thì nó sẽ hỏi cái password của bạn để log in vô cái blogspot, create a blog is free, okay. So muốn tạo một cái blog riêng cho bạn thì bạn phải đánh cái password hồi nãy bạn bạn tạo ra ra bạn phải đánh vô một lần nữa. Nếu mà không nhớ password thì phải phải ghi xuống chứ không thôi quên thì mất công. Mấy cái này tại vì của Google Account nó sẽ hỏi là những cái điều này thôi, nhưng mà cái không không quan trọng, bạn chỉ cần click no thank thôi được rồi. Tại vì tôi dùng Google Chrome. Ok. So bây giờ welcome to Blogger. Thì bạn kéo xuống. Ở chỗ này có thể bạn thấy language nào? English. Bạn có thể chọn bất cứ cái language nào. Ở đây cái gì như mình dùng English tức là tiếng Anh này phải không? Ở bên Việt Nam thì cũng dùng tiếng Anh luôn nha, nhưng mà bạn vẫn vẫn xài cái tiếng Việt, cái key bằng tiếng Việt. Tại vì có những cái tiếng Anh, tại có những cái, tất cả trên thế giới đều dùng tiếng Anh hết, không lẽ chúng ta dùng tiếng Việt. Nhưng mà trong cái trang của bạn, bạn vẫn đánh thiết bị như thường, nó không có gì thay đổi hết. Thì ở đây chúng ta thấy John Doe review my complete profile. Cái này tại vì mình chưa upload hình mình vô, cái đó không quan trọng nha. Nhưng mình continue to blogger thấy hình nào. Ok, so here là cái nó sẽ đề là John Doe blogs, tức là cái blog của bạn. Bạn tên là John Doe, thí dụ như bạn tên là Trần Thị A, Nguyễn Thị B, Phạm Văn C, Dương Văn Đê gì đó, thì cái đề là Trần Thị A blogs, Nguyễn Thị B blogs something này. Đây new blog không? Ok, so bây giờ bạn hit new blog, tại vì mình muốn làm một cái blog riêng không, mình sẽ point vô mình click new blog. Ok, thì cái title của new cái blog của mình là cái gì? Thì thường cái title á mình là tùy theo cái mục đích của cái trang blog của mình muốn viết về cái gì. Thì hồi nãy thì cái tôi muốn viết về tin tức cập nhật Việt Nam, thì bây giờ tôi đề là cái title là tin tức cập Nam. Thì cái address này á, thì cái blog bạn á thì phải chọn cái tên nào cho nó trùng hợp nó với lại cái mục đích của mình và người ta dễ nhớ. Thì bây giờ tôi sẽ chọn là tin tức cập nhật Việt Nam. Thì thí dụ như cái trang này á, là cái trang này là tôi muốn biết những cái tin tức cần thiết ở Việt Nam mà đưa lên cho mọi người coi, hoặc là các bạn ở Việt Nam muốn biết nhé, thì có thể chọn một cái tên nào mà nó cho dễ nhớ. Thì nó sẽ hiện ra là this blog address is available, tức là cái tên này nó chưa có ai lấy hết. Thì template, thì bây giờ nó template tức là cách design của cái blog của bạn nó như thế nào. Thì bây giờ bạn có thể tạo ra cái hình riêng cho bạn, nhưng mà ở đây vì chúng ta ai cũng có thể làm blog được ấy, mà có thể chúng ta chỉ cần đăng tin tức thôi, thì chúng ta chọn bất cứ cái nào chúng ta cảm thấy thích. Thí dụ ở đây chọn cái
picture window thử. Bạn có thể đổi sau này nếu bạn thích nha, chứ không cần phải, đừng nên đừng có sợ nha. Chơi create. Ok, so bây giờ thấy không? Ở chỗ này nó đây là tin tức cập nhật Việt Nam. Your log has been created. Bây giờ bạn sẽ thấy nó có nhiều mục nha. Đây là create new post, tức là cái bài viết đầu tiên của bạn. Những cái nào mà nó hiện ra, những cái khung cửa sổ nó hiện ra nó quảng cáo thì bạn không có cần thiết thì bạn tắt nó đi. Ví dụ ở đây cái bài viết đầu tiên của bạn ở đây, cái tên của bài viết ở đây là cái nội dung của bài viết, nhưng mà chúng ta không cần thiết nha. Chúng ta chưa học tới phần đó. Và ở đây nó có những cái function, những cái chỗ để mình làm cho bài viết nó trở nên phong phú, thì chúng ta sẽ học trong cái bài tới. Bây giờ trở lại, chúng ta muốn coi cái blog của chúng ta như thế nào á, thì bạn thấy đâu, view blog, tức là coi cái blog của các bạn hồi nãy á. Bạn chọn cái template á, tức là cái mẫu của cái blog của bạn như thế nào á, thì bạn view blog. Ok, thấy cũng đẹp ha, thấy màu xanh. Ok, những cái phần quảng cáo này nếu mà sau này thì bạn có thể bỏ nó ra khi mà trình độ bạn cao. Bây giờ ok, bây giờ chúng ta có cái khung rồi, tức là cái layout của cái blog của chúng ta, nhưng mà chúng ta chưa có tin tức chứ. Thì ở đây nó sẽ hiện là tin tức cập nhật Việt Nam acmail.com rồi new post design, tức là cái cách design cái post sao. Thì bây giờ trước khi đi vô phần này thì chúng ta đi qua những cái blog khác thì chúng ta coi thử nha. Vì coi những cái blog khác á, thì chúng ta có thể học được cái cách design của họ. Vì chúng ta là người mới bắt đầu không? Thí dụ một cái blog, thí dụ như trên vòng trời lửa đạn .blogspot.com. Ok, chúng ta coi cái trang này nó nói gì. Thì cái trang này á, trang này là do một công quân là Vĩnh Hiếu viết, Nguyễn Phúc Vĩnh Hiếu viết. Thì cái trang này á, bạn thấy trên vùng trời lửa đạn, thì cái trang này mục đích rất rõ ràng là chỉ giới thiệu quyển sách này thôi, và những bài vở chỉ liên quan tới quyển sách này thôi. Ở đây chúng ta kéo xuống thì chúng ta thấy có video của tác giả và hình ảnh của tác giả, sách của tác giả và cách thức mua bán hình ảnh của những cái bài giới thiệu của tác giả. Chúng ta thấy video thì một cái blog rất là thuận lợi, tại vì nó làm rất là dễ mà bạn có thể bỏ video, audio, bất cứ cái gì vô giống như một trang website bình thường mà không phải tốn tiền. Thì tại sao chúng ta không làm? Thay vì chúng ta phải bỏ tiền ra mà chúng ta không phải là dân chuyên nghiệp, dân professional, thì chúng ta đâu có cần làm cái website làm gì, nhất là những người dân trong nước đâu có cần những cái điều đó. Cho thấy thấy đây, thì tác giả có muốn mua sách thì dùng PayPal, và tức mà mua sách online không có cần phải tới tận nơi mua làm gì. Bạn có thể vào cái trang này, hoặc là chúng ta cái trang thí dụ như dân làm báo hay là quan làm báo gì đó nha, hoặc là cái trang tin tức như lý tưởng người Việt blogspot.com. Thì cái trang này đó
là một cái trang, bạn thấy không? Ở đây người ta làm một cái logo riêng, banner riêng, thay vì người ta dùng cái banner của Logspot, người ta dùng banner riêng. Thì ở đây cái trang này rõ ràng là cái trang tin tức. Bạn có thể thấy bất ổn Vĩnh Yên, tin ở Vĩnh Yên, rồi tin Vĩnh Yên là mang quan tài biểu tình đòi điều tra án mạng chết người, rồi tin về Thiên Chúa Giáo. Rồi ở đây có những một loạt các bài cũ. Thì bạn thấy như sao? Cách design của này là nó thấy cái banner, tức cái logo của các bạn á, của cái trang log của bạn á, thì nó nằm phía trên đầu. Thì những cái mục lục á, thì nó nằm ở trên đầu luôn. Và mỗi cái phần tin á, thì nó nằm bên trái. Bên trái lớn hơn, thì bạn thấy như bất ổn Bình Yên, khởi tố bắt bốn người, rồi khai bút đầu sưng, tượng đài Lý Thái Tổ, rồi mang quan tài biểu tình đòi điều tra án mạng chết người. Ở bên này thì là những cái mục lục, ví dụ như mục lục gửi bài viết thì gửi về lý tưởng người Việt @gmail.com. Thì cái vì cái này là bạn thấy Logspot nè không? .com thì nó thì cái người này chắc chắn phải có cái Gmail mới làm được cái Logspot. Thì ở đây là lý tưởng người Việt @gmail.com. Thì cái logo này bạn có thể dùng Photoshop bạn làm riêng ở ngoài và bạn bỏ vô sao, nhưng mà nếu mà không làm thì cũng không có sao nha. Thì cái trang lý tưởng người Việt này, nó có lý tưởng người Việt trên Twitter, lý tưởng người Việt Google Plus, là lý tưởng người Việt trên Facebook, thì chứng tỏ cái trang này rất rất là công phu. Và đây là những cái bài cũ, bạn có thể bạn xem bài cũ. Thì cái mục lục nằm bên phải, góc phải, bên phải, nội dung bài viết nằm bên trái, cái banner nằm trên đầu, thì nó chia làm 3 phần. Mà bạn muốn tìm bài thì bạn đánh vô đây. Ok. Rồi chúng ta đi qua thử cái bài Quan Làm Báo. Tôi không nhớ lắm nhưng mà như Quan Làm Báo. Cái trang này cực kỳ đơn giản, bạn thấy nó chia phía trên đầu là Quan Làm Báo, là tức là cái title, cái tên của cái trang website hay là cái logo của nó, của cái trang này. Và dưới này là những cái mục, ví dụ như ở đây là cái trang chủ, tức là home, rồi họ chia là gián điệp mạng, thông báo, thật sự là những cái page riêng, thông báo thì nở ăn ngủ ơn ủi Chí Phèo, rồi Chí Phèo tế sống đầy tớ nhân dân Vinh doanh nhân Việt, rồi hỗ trợ tinh học. Rồi họ có những cái thăm dò ở đây, thì cái tin tức á, nó chia làm ba, thấy rõ không? Những cái tin tức nó nằm ở giữa, nó lớn nhất. Ví dụ như tin thứ nhất là tái cơ cấu vay cho Vinasin hay tiếp tục ăn cướp tiền của nhân dân hợp pháp. Rồi cái tin thứ hai là trận chiến ba bá sắp đến màn hấp dẫn, nếu bạn kéo dưới chẳng hạn như Sacombank chính thức là cái ổ tội phạm không còn ai biết gì sau sự từ nhiệm của Trần Xuân Huy. Bên trái là họ để những cái bài đăng mới nhất, thật sự là những cái bài ở đây nè, nó sẽ hiện khúc này, thì cái đó chúng ta sẽ học sau. Bên phải là những cái link mà bạn không có cần phải vô cái search, những cái link nào mà nhiều người coi ấy, thì nó hiện ra top hot link Quan Làm Báo, tức là nhiều người coi ấy. Đọc nhiều nhất này, bạn thấy không? Đây là tiếng Mỹ, ở đây tiếng Việt Nam, thì nó chia làm ba cột, 1, 2, 3. Ở dưới đây thì nó có ví dụ như bạn là một thành viên của Google, Gmail, thì bạn có thể subscribe, tức là mà bạn có thể
link với cái trang này, cho nên những cái tin tức của cái trang này nó sẽ hiện lên cái trang trang web của bạn. Thì cái phần đó chúng ta học sai, học sau. Thì hiện tại anh bây giờ cái có 464 người online, thì cái này chúng ta cũng có thể học sao chúng ta làm. Kéo xuống thấy link càng nhiều không? Có nhiều cái mục khác nhau nha. Cái trang này là rất có nhiều tin tức, thì tin tức được update, tức là cập nhật hóa rất là nhanh, cho nên cho nên nó cần tốn nhiều thời gian và có nhiều người làm, chứ thật sự không phải có một người làm được nha. Và có thể bỏ cái video đây. Power, bạn thấy không? Power by Block kìa, tức là của Google. Dưới đây có quảng cáo. Ok, đó là chúng ta đi một vài website. Bây giờ trở lại cái website của chúng ta. Giờ tin tức cập nhật Việt Nam. Ok, bây giờ chúng ta design thử coi. Design bây giờ vô phần design để coi nó có cái gì nữa. Ok, cái này là cái hình ảnh cái blog của chúng ta. Bây giờ mấy cái mục ở đây, thí dụ như các bạn thấy home, gián điệp mạng, thông báo, thị nở ăn ngủ chí phèo, thì khi mà chúng ta làm blog đó, thì nó thuộc page, tức là bạn có bao nhiêu page. Thí dụ như trong Quang làm báo nó có một page, là page thứ nhất là home, page thứ hai là gián điệp mạng, page thứ ba là thông báo, page thứ tư là cái trang thứ tư, page là trang thứ tư là thị nở ăn ngủ chí phèo, trang thứ năm, trang thứ sáu, trang thứ bảy, trang thứ tám. Thì chúng ta làm giống như thử Quang làm báo thứ cây là nó ra như thế nào. Và chúng ta go page, chúng ta khoan post bài đó, page. So bây giờ có new page không? Chúng ta create new page. Giờ cái giờ chúng ta muốn cái trang, thí dụ như cái page thứ nhất là tin ngoài nước. Và chúng ta chỉ cần save nó thôi. Là public nó. Thì bạn sẽ thấy cái trang tin ngoài nước nó hiện ra. Và chúng ta sẽ create cái page thứ hai. Blank page. Tin trong nước. Rồi chúng ta public nó. Ở bên này nó có option. Thí dụ như bạn có thể cho phép người người đọc comment, tức là bình luận, hoặc là dùng HTML, hoặc là dùng cái BR tab. Cái này là về phần về kỹ thuật. Ở đây chúng ta không có thời gian nhiều để chỉ cái đó, cho nên chúng ta bỏ qua cái page setting, cái phần option của page setting như vậy nè. Giờ tin trong nước public. Rồi giờ thêm một cái trang mới nữa. Thí dụ như là tin nóng hỏi. Và chúng ta public. Bắt đầu thêm một cái page nữa. Mỗi page này nó có, tức là một category nó khác nhau. Thí dụ như tin ngoài nước là tức là ngoài nước Việt Nam, thí dụ như là Đức, Mỹ, Canada rồi đó, Úc,
Còn tin trong nước là những cái tin ở trong trong nước Việt Nam là tin nóng hổi, là tin mà giật gân, là tin mà mọi người cần biết, như là cái vụ mà quan tài ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc gì đó thì tin nóng hổi. Chúng ta cần một cái pay nữa là cái gì, chúng ta tạo một cái pay nữa là tin tin văn nghệ đi ha. Một cái page nữa là chẳng hạn như là tin kỹ thuật ha. Rồi tin trong nước, tin ngoài nước, còn có tin thế giới nữa chứ không? Tin thế giới chúng ta chỉ publish đi. Public là tự động nó save luôn. Rồi kế tiếp là chúng ta có tin tôn giáo. Và new page là chúng ta ví dụ có nói liên lạc. Liên lạc với mình, với cái chủ cái trang website này là Rondo, chúng ta publish nó. Ok, giờ tạm thời vậy đi ha. Thì bây giờ sau khi làm như vậy thì chúng ta muốn coi cái trang của chúng ta như thế nào á, thì chúng ta view blog. Nhưng mà bạn chỉ cái pointer, tức là cái con chuột ở đây á, thì nó sẽ hiện ra là cái gì, view, nó thấy được view post không, hoặc là create new post, tức là viết bài mới, hay là view blog. Chúng ta chưa có bài cho nên nó chưa có hiện ra. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài mới blog. Ok chưa, here chúng mình coi layout nó trước đã. Ok, tới phần layout. Layout ở đây thì ở đây chúng ta thấy tin tức cập nhật Việt Nam nó nằm lên trên đầu phải không? Những cái gai kìa, tức là những cái thí dụ như là về video, audio, cái phần những cái phần mà chúng ta cần làm á. Ví dụ là chỗ phần này là video thì là một cái gadget, chỗ này là audio, một cái là một cái gadget khác nhé. Ở đây là một cái slideshow, là một cái gadget khác. Qua đây là một cái trang website khác, thì chúng ta lồng nó vô cũng được nha. Thì chúng ta học cái đó sau. Thì giờ chúng ta học cách post trước. Bây giờ post đi ha. Post title. Bây giờ lấy cái tên của người ta đi. Ví dụ như bây giờ chúng ta lấy mang quan tài biểu tình đòi điều tra án mạng. Ok. Giờ này copy cái đó, cái này là cái tựa không? Mang quan tài biểu tình đòi điều tra án mạng. Chúng ta copy point này, rồi right click, thì thấy cái copy không, mình left click copy, chúng ta vô blogger, chúng ta right click the page nữa, đó là cái title, và cái post của nó là tin tức, cái post của nó là lý tưởng người Việt không, rồi thứ hai ngày 18 tháng 3 không, chúng ta copy hết nha, nhưng mà được copy phần bên phải, thấy không, cái chỗ nào xanh thì nó copy. Ok, copy nữa. Copy luôn cái hình cũng được nha. Không có sao hết. Chúng ta hit Ctrl V. Ctrl V là cái nút này nè. Cái nút mà ở dưới cái nút cái tên này. Ctrl V để paste nó. Cái này là paste. Hoặc là chúng ta chỉ
point vô đây, chúng ta right click cho chúng ta thấy display, chúng ta paste đấy, hình ảnh nó vô. Tại vì cái hình này nó nằm trên trang website rồi, trên website Lý Tưởng Người Việt rồi, cho nên tự động nó vô, cho nên khi mà bạn publish đó, thì tự động nó sẽ lên. Còn nếu không có hình nữa thì bạn phải upload lên. Thí dụ như đây là insert image. Ok, giờ thí dụ đi Phong. Ví dụ bạn muốn remove, tức là lấy cái hình này ra, thì bạn chỉ cần click vô. Thì bạn thấy chỗ này nó có, thí dụ như add lạc, cái hình lớn hơn không? Hoặc là bạn muốn add caption, tức là để thí dụ như quan tài, để tên gì á, quan tài không? Quan tài của người bị đánh chết không? Người ta sẽ biết nha. Còn bạn muốn remove thì bạn chỉ ok. Giờ bây giờ bạn muốn bỏ thêm một tấm hình nữa. Giả sử mà bài quá dài á. Ok. Thì bây giờ chúng ta giờ giả sử chúng ta muốn bỏ thêm một tấm hình nữa. Tấm hình nữa. Thì bây giờ chúng ta thử vô trong này để coi có hình nào. Ok, giờ tôi lấy tấm hình này. Thì muốn copy tấm hình này thì chúng ta chỉ cái con chuột pointer vô đây. Chúng ta right click. Ta save image. Save trên computer của mình đó. Ở đây save ở desktop không? Lấy ta sẽ giữ lại bình yên để hồi tìm cho dễ không? Save lại. Sorry. Tại đang dùng Google Chrome cho nên save bình yên đó. JPG không? Thì chúng ta trở lại cái trang này. Bây giờ ở đây chúng ta muốn bỏ thêm một tấm hình nữa. Thì bạn nhìn ở trên này nó có compose. Thì chúng ta đang ở cái trang compose, tức là thuần tí về chữ thôi, không có một cái language nào hết, không có computer gì hết nha. Bạn viết sao nó ra như vậy. Ở đây là cái mẫu chữ, đây chữ lớn chữ nhỏ, ở đây là nó làm cho đậm chữ nghiêng, này gạch dưới, này gạch ngang chữ, ở đây là màu của chữ, ở đây là màu của chữ, còn này là nó tô màu chữ luôn nha, là link. Thí dụ như muốn link cái nào thì bạn click vô đây, lại chỗ này là insert image. Ok, tại vì cái hình của mình là dưới computer cho nên mình phải upload lên, xin upload đây không. Bạn có nhiều cái option, có nhiều cái sự lựa chọn upload như from disklog, tức là nó nằm sẵn trong cái trang của bạn, hoặc là from Picasa web app album nếu mà bạn có sẵn này, hoặc là từ cái điện thoại của bạn nếu mà, hoặc là từ cái webcam mà từ một cái website nào khác nha, URL tức là cái địa chỉ của website nào khác, nhưng mà cái này là từ computer của bạn, để bạn chọn choose file nào. Bây giờ go desktop, tìm cái file Vĩnh Yên hồi nãy đâu rồi, chữ V phải không? Nó theo thứ tự hết. C Vĩnh Yên rồi ha. Yeah, highlight open đó. Nào, hình nó vô đây. Hình vô đây, nó nằm luôn trong cái block của bạn, add selected. C. Giờ bạn push đây, bạn có thể làm lớn lên chẳng hạn như là yeah, caption. Cái này là như là công an không? Để công an. Đàn áp dân Vĩnh Yên.
Rồi, ở đây bạn muốn thí dụ như nó nổi lên thay vì màu đen á, thì bạn làm ví dụ text color tức là màu chữ thì bạn làm chữ màu đỏ lên thì nó đỏ phải không, mà thấy nó lợt quá thì làm cho nó đậm lên, chỗ này là bold nha, see, không muốn gạch dưới cũng được nha. Và thí dụ như nó dài quá thì cái chỗ này đó thì bạn insert jump, tức là nó cắt ngắn lại, thí dụ gì thì nó cắt ngắn lại phải không. Rồi cái này là bạn muốn chữ nó nằm ở giữa hay là nó nằm ở nó nằm nghiêng bên trái hết nha, thì trong trường hợp này chúng ta muốn nó nằm nghiêng bên trái hết, ở giữa bên phải bằng nhau, bên trái bên phải bằng nhau, thì vì có ở đây bạn có thể nhưng mà nhớ compose nha, này chúng ta chỉ học về phần thuần tí về 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 không có dính dáng như computer hết nha, cho nên đừng có click cái HTML. Bây giờ label coi có label gì không. Nào bây giờ mà tại mình chưa create label thôi thì bây giờ mình đừng có quên quên phần đó đi, vì xong hết rồi phải không, thì bây giờ chúng ta publish. Chúng ta mấy cái phần này share on Google Plus, không cần cái cancel nữa nha. Xong. Publish xong rồi phải không? Ở đây có cái quảng cáo nó hiện ra ngoài đó, chúng ta đóng lại. Sao không đóng được sao? Ok, vlog coi cái mà mình mới spot hiện là gì. Thì bạn có một cái trang blog riêng của bạn. Và nếu mà bạn vẫn còn login á, thì nó để chữ sign out ở đây. Bạn nó mới có new post design ở đây. Chứ nếu mà bạn không có login á, thì nó không có mấy chữ này. Chúng ta coi thử coi. Cái hình này nó bự quá, nó lòi ra khỏi bên bên phải này luôn. Thì chúng ta phải sửa lại phải không? Thì muốn sửa lại thì kéo xuống dưới ngay chỗ hết cái bài đó thì nó có cái dấu bút chì á, thì bạn chỉ vô thì nó để edit post. Ok, hồi nãy chúng ta nhớ cái hình này nó lòi qua bên kia luôn đúng không, bên phải, chúng ta làm nhỏ lại. Hồi nãy là mình để x lạc, bây giờ chúng ta làm lạc thì nó nhỏ lại nha. Giờ publish phải update nữa nha, tức là phải cập nhật lại chứ không thôi nó sẽ bự như cũ nha. Update nó. And then bây giờ mình coi coi nó làm sao. Thường thường có mấy cái quảng cáo tùm lum hết nha, cho nên bạn phải cẩn thận, bạn đừng có chú ý tới nó nha. View blog. Thì bây giờ hình nó vô đẹp hả chưa? Bây giờ chúng ta post thử một cái nữa. Trong tháng 3 chúng ta có một cái bài không mang quan tài là biểu tình đòi điều tra án mạng chết. Vậy chúng ta muốn muốn post một cái nữa. Thì đây nó có new post, thì chúng ta new post. Giờ mình không có tin, mình lấy tin từ cái trang khác, chẳng hạn như lý tưởng người Việt. Ở đây nó có nói là bất ổn ở Vĩnh Yên. Chúng ta copy nó. Paste nó vô cái. Khởi tố bắt 4 người. Copy hết luôn nha, copy hình cũng được, tại vì nó nằm trên website cho nên hình cũng dính luôn nha. Copy luôn. Right click the paste nó thì.
muốn cho nó đậm hơn á, thì bạn có thể muốn cho nó nghiêng thì bạn đánh chữ nghiêng vô. À, xong muốn thêm hình thì in hình vô. Thí dụ như cái này nó dài quá thì bạn insert trim break, tức là làm cho nó ngắn lại. Thì bây giờ mình public trước không? Cái này thì không có cần share trên Google Plus, chứ cancel này, nhớ cancel nữa nha. Vì chúng ta chưa có học tới đó. Cancel đó. Thì ở đây bạn sẽ thấy hai bài bảng nó hiện ra, tại nó dướng cái quảng cáo này. Chỗ này là phần bạn có thể sửa chữa hoặc là nhìn nó coi cái bài nó làm sao. Bây giờ chúng ta view blog, coi cái blog của mình nó làm sao. Đây bây giờ bạn có cái bài bất ổn bình yên khởi tố bắt 4 người, thì cái bài là bài thứ hai. Nhưng mà khi mà coi người ta mệt lắm nha, thấy từ trên xuống dưới, chẳng lẽ coi xong có thằng tin phải kéo kéo nó xuống đây để coi tin thứ hai phải không? Cho nên bây giờ chúng ta làm sao làm cho nó ngắn ha. Chúng ta vô edit post, và bây giờ mình muốn người ta đọc tới đây thôi. Người ta muốn đọc nữa thì người ta phải vô cái trang khác, thì mình insert cái jump break này ha. Ok. Ok, nên update để coi nó làm sao. Nên chúng ta go view blog. Đây. Thì bây giờ nó ngắn lại chưa? Bạn muốn coi tiếp á, thì bạn phải click vô chữ read more thì mới coi tiếp được. Làm như vậy nó lợi, thì vì có nhiều bài á, thì chúng ta mới người ta mới coi được nha. Mà thường thường khi post cái gì á, thì phải có hình ảnh thì nó mới đẹp hơn. Ví dụ bây giờ kiếm một cái hình trong quang làm báo. Ví dụ hình này đi vậy. Thì chúng ta right click, chúng ta save. Quang làm báo. Xây nó trên desktop hay là tạo một cái folder riêng nếu mà bạn muốn nha. Theo quan làm báo rồi giờ cho cái blog của chúng ta mất tiêu rồi hay ha. Còn thấy có cái dấu viết chì nào không? Sửa read hồi nãy là nó dài đúng không, hồi nãy nhưng mà bạn làm ngắn rồi, bây giờ muốn bỏ hình vô khi muốn bỏ hình vô đây thì bạn insert image. Tại hình nó nằm trong computer của mình cho nên mình phải upload lên, tức là mình phải tải lên, mình choose file nên tìm cái hình này. Thì quang làm báo ra. Open, sorry. Open. Oh, nó ra hình được không? Rồi xong phần Add Select trong real hình. Thì mỗi tin tức nó có hình thì như vậy đẹp hơn. Thì bạn nhớ Update. Ok, Update xong rồi mình View Vlog. Sau tin tức cập nhật Việt Nam thì chúng ta có bất ổn Vĩnh Yên khởi tố bắt 4 người phải không? Là đó tin thứ nhất, tin thứ hai là mang quan tài biểu tình đòi điều tra án mạng chết người. Thì cái này nó cũng dài quá phải không? Không lẽ kéo xuống coi hết nha. Thì chúng ta edit post. Thì chúng ta muốn người đọc chỉ ta kéo nó lên. Đánh chữ backspace lên cho nó cao lên chứ. Muốn người đọc chỉ đọc tới đây thôi. Rồi họ muốn coi tiếp thì họ phải qua trang khác. Thì chúng ta insert jump break. Ok, nền update. Lên view log. Ok, bây giờ coi cái đó thế này. Thì bây giờ nó gắn lên rồi không? Muốn đọc đọc cái khác. Ok. Bây giờ chúng ta hồi nãy chúng ta nói nó có những mục khác nhau trên này á.
Thì bây giờ chúng ta vô phần design. Setting. Chúng ta coi trong chỗ home không, nó có cái gì view. Đây là home, tin tức cập nhật Việt Nam. Chúng ta coi tin ngoài nước coi nó có gì hiện lên trên view. View tức là coi cái trang đó nè. Ở đây nó chưa có gì hết nha. Thì không hiểu tại sao nó không thấy ở đây. Thì thường thường nó sẽ hiện ra là cái phần bạn có như là page này không, thì những cái này nó sẽ hiện ra, nó có 1 2 3 4 tên ống hỏi, 5 6 7 8 9, thì sao nó sẽ hiện ra trên hàng đầu. Tại vì chúng save around lại để khi nào chúng ta xóa cái này, xóa cái quảng cáo chắc nó sẽ thấy à. Save in the save file. View block. Tạm thời như vậy đi nha. Thì hồi nãy giờ nó cũng gần 1 tiếng rồi. Thì nó rất là đơn giản. Bạn đã có một cái blogspot. Thì bây giờ có tin tức, bạn có thể bỏ tin tức vô đây cho người ngoài nước hoặc người trong nước coi, hoặc mọi bạn người bạn của bạn coi. Ok. Sau bây giờ thì bài học ta kế thì chúng ta sẽ học về những cái chức năng khác mà chúng ta có thể bỏ video, bỏ audio, rồi chúng ta chia làm nhiều phần làm cho nó đẹp hơn, rồi làm cái banner cho cái website của mình. Ok, thì bây giờ chúng ta sign out nó đi. Ok, tức là ra khỏi trang. Ok, bây giờ đóng lại. Đóng lại. Thì cái này là cái desktop của tôi. Nó hơi màu mè chút nha. Nhưng mà là tại vì không có sử dụng desktop cho nên không cần thiết gì, bạn mở ra lại. Mở mở cái mở một cái browser nào khác ra. Ok. Bây giờ làm sao? Bây giờ hồi nãy cái nhớ cái tên của cái trang website của mình là gì? Tin tức cập nhật Việt Nam. Không. Thì cái trang cái blog của mình sẽ là tin tức nhớ nha, tin tức cập nhật Việt Nam rồi chấm phải có chữ blogspot, tại vì cái đó là của nó là một cái phần nhỏ của cái trang blogspot.com chứ không phải là một cái website riêng của mình hit enter để mình vô cái trang của mình. Ok, hey, that's perfect. Trang của bạn thấy đẹp không? Ok. Bây giờ mình muốn vô thì sao? Thì mình chỉ sign in như thôi. Thì nó có chữ sign in hay không? Và cái email của mình là nãy tin tức cập nhật Việt Nam không? Tin tức cập nhật Việt Nam. Rồi cái password mình đánh vô. Nhớ nếu mà bạn dùng chữ thì bạn phải lấy cái bộ gõ tiếng Việt Việt Nam ra chứ không thôi nó không có nhận ra được. Bây giờ tôi phải đánh lại. Sì.
Vậy nó vô cái trang của bạn này không? Bạn có 6 page view, 2 post, bạn có post 2 lần không? Bây giờ bạn muốn ok coi cái ở phần này là nó sẽ có những cái mục lục cái post của bạn, chẳng hạn bạn muốn view blog thì vô view blog thì nó hiện ra cái trang của bạn. Ở đây bạn có thể sửa hoặc là bạn post thêm, ví dụ chẳng hạn new post cái nữa đi. Nhưng làm báo đi không? Chúng ta về trang chủ lại đi. Ví dụ chúng ta muốn lấy một cái bé 4 tuổi đau bụng quằn quại. Tại vì mình không có chuyên nghiệp cho nên những cái tin nào mình viết thì mình phải đánh máy vô vậy. Còn những tin nào mình lấy của chúng ta thì mình chỉ cần copy thôi nha. Chúng ta copy. Uống sữa tươi này, uống sữa tươi chắc này là của Trung Cộng nha, Made in China. Và chúng ta copy ví dụ như sau khi 4 tuổi uống 2 hộp của sữa tươi. Copy này, cái bài này. Ta để vào. Bài này có vẻ dài quá không? Thôi để đọc tới đây thôi. Nhìn là biết là dài rồi. Chúng ta chỉ cần insert cái jump break, tức là cắt ngang ngay đây. Chúng ta chỉ publish nó. Rồi nó sẽ hiện lần nữa share on Google Plus, bạn không có cần share. Tại cái đó là bài học tới, chỉ cancel, rồi giờ chặn view blog thôi. Thì bạn thấy cái bài của bạn hiện ra bé 4 tuổi đau bụng quằn quại vì uống sữa tươi, và bạn post được 3 bài không? Đó là bài thứ nhất. Bài thứ hai là bất ổn Vĩnh Yên nè, khởi tố bất 3-4 người. Bài thứ tư là mang quan tài biểu tình đòi điều tra án mạng người. Ok, bữa nay chúng ta sẽ học là sau bài học này á, thì tôi nghĩ là tất cả mọi người đều có thể làm một cái blog mà để báo tin, những cái tin gì trong nước, hoặc là những cái blog cá nhân, những cái sở thích của mình về âm nhạc, về văn hóa, về sử, về khoa học, về toán, mà có thể làm riêng một cái website, cái blog riêng của bạn để cho người khác coi. Ok, sau đây là những cái điều mà bạn cần nhớ, những cái chữ mà đánh ấy. Thì tôi sẽ bỏ trên lên trang YouTube của tôi để bạn có thể coi. Ok, cho bài học đến đây là chấm dứt nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu mà có câu hỏi nào đó thì email về email, đây là email của tôi, okay, chúc bạn may mắn.